Vâng, tôi nhớ là có một câu hát từng được rất nhiều những cái khán giả tuổi teen rất là yêu thích, đó là có đi qua những ngày mưa thì mới biết yêu thêm những ngày nắng. Nhưng mà tôi thì lại muốn nói là có đi qua những ngày nắng thì mới biết yêu thêm những hàng cây xanh. Cây xanh cho bóng mát và cây xanh giúp điều hòa bầu không khí ngột ngạt, nên ở nơi nào có nhiều cây xanh cũng là nơi mà chúng ta tìm đến để tránh cái nắng gay gắt như là trong ngày hôm nay. Vâng, trong những ngày nắng nóng này thì ở tại Hà Nội, nếu đi trên những tuyến phố như là Phan Đình Phùng, là Hoàng Diệu, đường Láng hay là đường Phạm Văn Đồng nữa thì chúng ta sẽ thấy rõ được giá trị của cây xanh. Thế nên thông tin là Hà Nội sắp chặt hạ và di chuyển hơn 1.300 cây xanh cổ thụ ở hai bên đường Phạm Văn Đồng, với nhiều người thì chẳng khác gì là sét đánh ngang tai. Tới đây thì tuyến đường cửa ngõ thủ đô này sẽ trắng cây xanh và sẽ là một nỗi sợ hãi với những người đi đường trong những ngày nắng nóng. Việc chặt hạ di chuyển hơn 1.300 cây xanh nằm hai ven đường Phạm Văn Đồng là để thực hiện dự án mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mậu Dịch Cầu Thăng Long, Mai Dịch Cầu Thăng Long. Hơn 1.300 cây bao gồm 986 cây xà cừ, đường kính từ 0,4m đến 1,2m, 38 cây sấu, 65 cây hoa sữa và 11 cây phượng. Theo kế hoạch, đơn vị thi công sẽ di chuyển 158 cây, giữ lại để cắt tỉa 142 cây và chặt hạ hơn 1.000 cây trước ngày 30 tháng 9 năm nay. Trao đổi với phóng viên VTC, ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội cho biết, thủ tục cấp phép di chuyển chặt hạ cây để phục vụ dự án mở rộng đường vành đai 3 trên cao hiện tại vẫn chưa được Sở Xây dựng thông qua. Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã mời các chuyên gia để tham vấn ý kiến. Ông Trần Duy Ánh, chuyên gia quy hoạch kiến trúc cho rằng, trước đó cũng có dự án làm đường trên cao. Nếu hàng cây này được thiết kế tốt, sẽ che bóng mát cho cả trên cao và dưới thấp. Cây sẽ làm nhiệm vụ khi phân chia làn đường dành cho các phương tiện khác nhau. Tuy nhiên, Ban Quản lý Đầu tư Công trình Giao thông Hà Nội là chủ dự án lại cho rằng việc di chuyển chặt hạ cây xanh là bắt buộc. Những nghiên cứu từng được tiến hành tại Singapore và tại Mỹ cho thấy rằng là thành phố có nhiều cây xanh thì có thể giảm nhiệt độ ngoài trời tới 4 độ C và giảm chi phí năng lượng khoảng 12%, giảm độ bụi khoảng 13% và thậm chí là còn tăng các giao dịch thương mại thêm và đặc biệt là giúp tăng thêm các giá trị của đất. Và không phải vô cớ mà các dự án khu đô thị bây giờ thì đều dùng tiêu chí cây xanh để có thể thu hút thêm khách mua. Và vì vậy mà nếu có một cách nào đó để chúng ta có thể giữ lại càng nhiều cây xanh thì có lẽ sẽ tốt hơn so với việc chúng ta chặt hạ. Và một trong những kế hoạch lớn của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khi sau khi ông mới nhậm chức đó là trồng thêm 1 triệu cây xanh cho thủ đô, nên sẽ là rất khó hiểu nếu ông Chung dễ dàng chấp nhận việc chặt hạ cả nghìn cây xanh như vậy.